Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Lê Lực Tử Vi. Vâng, quý vị thân mến, và trong video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 15 thứ đại kỵ không nên để trong phòng ngủ nếu không muốn rước thêm những cái xui xẻo vào bản thân. Và dưới đây là những cái thứ đại kỵ trong phòng ngủ, những cái vật dưới đây đại kỵ khi mà đặt trong phòng ngủ khiến gia chủ dễ đau ốm, hao tài tán lộc. Thứ nhất đấy là chậu cây xanh, hoa tươi. Thì trong phòng ngủ bạn không nên đặt chậu cây cảnh, bởi cây xanh giúp điều hòa không khí trong nhà, nhưng với cái không gian ngủ nhỏ hẹp, khi bạn đặt cây xanh dễ khiến cho cái lượng CO2 độc hại hút lại oxy, khiến cho bạn bị khó thở, không ngủ được, mệt mỏi, ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng. Thứ hai là gương soi đầu giường. Thì trong phong thủy phòng ngủ người ta rất kiêng kỵ đặt gương soi ở đầu giường hoặc là chiếu vào giường ngủ, bởi gương soi là cái nơi kết nối giữa con người và cõi âm. Bạn không nên để gương soi đầu giường, sẽ làm cho bạn dễ bị mộng mị, mệt mỏi, bị bóng đè hoặc là có những cái giấc mơ kinh dị. Chính vì vậy mà bạn không nên đặt gương ở đầu giường khi ngủ hoặc là chiếu vào giường ngủ. Thứ ba đấy là dao kéo hoặc là những cái vật sắc nhọn. Thì trong phòng ngủ là cái nơi mà cần cái sự bình yên, thư thái, yên tĩnh để gia chủ có thể là nhanh chóng đi vào giấc ngủ nhanh nhất. Vì vậy mà rất kỵ để ở đầu giường hoặc là gần giường. Bạn không nên đặt những cái vật sắc nhọn như là dao kéo làm bằng kim loại, bởi chúng có cái sức sát thương khi bạn vô tình chạm phải, hoặc là có thể gây ra những cái hiện tượng mộng mị không tốt cho sức khỏe của bạn. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia phong thủy, nếu bạn đặt vật sắc nhọn ở đầu giường, về phong thủy tài lộc của bạn sẽ gặp xui xẻo, đường công danh dễ bị cản trở. Và thứ tư là di ảnh người đã khuất. Trong phong thủy phòng ngủ, bạn không nên treo ảnh của những người đã mất, dù đó là người bạn vô cùng yêu thương thì cũng không nên, bởi khi bạn treo ảnh sẽ khiến cho bạn dễ gặp mộng mị và người đã khuất cũng sinh lòng vương vấn mà không muốn rời đi. Phòng ngủ là cái nơi để thư giãn, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, nên những cái thứ mà phân tâm khiến giấc ngủ không trọn vẹn cần nên loại bỏ ra ngoài. Và cái thứ năm là giày. Có hai cái lý do chính không nên mang giày vào phòng ngủ. Theo phong thủy, giày có thể mang những cái năng lượng xấu từ bên ngoài vào nhà. Và cái lý do thứ hai là giày mang cái vi khuẩn và bụi bẩn vào phòng ngủ, trong khi đây là cái không gian cần hạn chế mầm bệnh. Và thứ sáu đấy là đồng hồ báo thức hoặc là điện thoại. Nhiều người hay thấp thỏm lo báo thức trục trặc, họ cũng sợ chuông sẽ reo khi mà chưa ngủ đủ giấc. Cảm giác bất an này khiến nhiều người tỉnh giấc nửa đêm, nhìn đồng hồ và nghĩ chẳng còn nhiều thời gian để ngủ, một cái giấc ngủ bị gián đoạn rất không có lợi cho sức khỏe. Tốt nhất là bạn nên để đồng hồ sang một nơi để đủ nghe thấy tiếng chuông báo thức, hoặc là tập cách bỏ đồng hồ báo thức bằng cách là tạo cái chu kỳ ngủ để não tự thức dậy. Tương tự, điện thoại cũng nên để xa phòng ngủ, khi bạn kiểm tra giờ giấc và tin nhắn, mail, giấc ngủ sẽ không liền mạch. Và thứ bảy đây là ảnh gia đình. Chúng ta đều muốn lưu giữ những cái bức ảnh gia đình trong nhà, nhưng nếu nhìn vào ảnh gia đình trước khi ngủ, bạn hay nghĩ đến cái trách nhiệm với những người này, băn khoăn liệu họ có đang trải qua điều gì không vui chăng. Ảnh của người thân đã qua đời có thể tạo nên những cái cảm giác buồn bã và u ám, làm bạn mất ngủ. Và chúng ta nên để ảnh gia đình ở phòng khách thay vì phòng ngủ là một cái biện pháp tối ưu nhất. Và thứ 8 là cái dụng cụ tập thể dục. Thiết bị tập thể dục chiếm khá nhiều diện tích, không có nhà to, bạn thường đặt chúng trong cái phòng ngủ, gây cái sự lộn xộn và mất vệ sinh. Ngoài ra thì những cái dụng cụ luyện tập sẽ mang đến cái cảm giác tội lỗi vào giấc ngủ, nếu gần đây bạn không còn cái thói quen luyện tập thể dục. Và thứ 9 là bàn làm việc. Tách công việc ra khỏi thời gian thư giãn là cái điều tối quan trọng khi mà bạn phải làm việc tại nhà. Nếu sống trong một cái không gian nhỏ hoặc các phòng đều đã có cái mục đích sử dụng, bạn có thể làm việc trong phòng ngủ nhưng đừng ngồi trên giường. Và bạn cũng có thể là xoay cái bàn làm việc theo cái hướng là không đối diện với giường, hoặc là sử dụng một cái tấm rèm để làm cái vách ngăn. Và thứ 10 là cái sách chưa đọc. Một số người xem sách là một phần không thể thiếu trong gia đình. Họ tích trữ nhiều cuốn sách chưa đọc, làm tốn nhiều cái không gian gia đình, kể cả cái phòng ngủ. Và chúng ta nên sắp xếp gọn gàng những cái cuốn sách chưa đọc vào trong tủ sách và giữ một cái cuốn sách đang đọc bên cạnh mình. Như vậy bạn sẽ không thấy áy náy về những cuốn sách chưa đọc, phòng lại gọn gàng sạch sẽ. Và 11 đấy là đồ ăn vặt. Để đồ ăn vặt trong phòng ngủ, bạn sẽ ăn thường xuyên hơn là để trong bếp. Cái thói quen này rất mất vệ sinh Ăn quá nhiều khi nằm trên giường xem tivi hoặc là dùng máy tính cũng làm não bị phân tâm. Thói quen ăn vặt trong phòng ngủ cũng khiến não bị hiểu lầm giường là nơi để ăn và xem tivi, nên đến giờ ngủ nó vẫn hoạt động, làm bạn khó vào giấc ngủ. Thứ 12 đấy là điện thoại. Điện thoại là một trong những cái vật dụng đầu mọi người không nên mang lên giường ngủ. Việc này sẽ giúp họ tránh thức khuya vì cái thói quen lướt mạng xã hội trước khi ngủ. Hiện tại, dù chưa có cái kết luận cuối cùng, nhưng cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế đã đưa trường điện tử tần số vô tuyến phát ra từ điện thoại di động vào cái danh sách là tác nhân có thể gây ra ung thư ở người. Ngoài ra thì ánh sáng xanh từ điện thoại di động có thể làm gián đoạn cái quá trình tiết ra cái hormone melatonin điều hòa giấc ngủ, từ đó có thể là gây ra khó ngủ. Và thứ 13 đấy là tivi. Tương tự như điện thoại thì đặt một chiếc tivi trong phòng ngủ sẽ khiến mọi người dễ bị cuốn vào các cái chương trình truyền hình. Họ có thể xem tivi quá khuya và ngủ muộn. Cái tình trạng này sẽ khiến cơ thể mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc. Một cái nguy cơ khác của tivi là thiết bị này cũng phát ra cái ánh sáng xanh tương tự như điện thoại di động, có thể phá vỡ các cái chu kỳ giấc ngủ bình thường của cơ thể. Và thứ 14 đấy là thức ăn. Một số người có cái thói quen mang thức ăn lên giường. Thói quen này thường gắn với một số cái thói quen khác như là xem tivi hay là đọc sách truyện. Việc này sẽ khiến chúng ta dễ bị sao nhãn khi ăn, khiến ăn nhanh và ăn nhiều hơn cái mức bình thường. Hệ quả này dễ gây khó tiêu và tăng cân. Và thứ 15 là cái nệm cũ. Một trong những cái điều ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ là nằm trên một cái nệm không thoải mái. Nếu bạn phải mất nhiều thời gian hơn để chìm vào giấc ngủ thì đó là cái dấu hiệu cho thấy cần phải thay tấm nệm mới. Các chuyên gia khuyến cáo là với một cái tấm nệm tốt, người dùng cần phải thay sau khoảng 10 năm sử dụng. Và quý vị thân mến, như vậy trên đây đấy chính là 15 cái thứ đại kỵ không nên để trong phòng ngủ nếu không muốn rước xui xẻo vào bản thân. Và cũng rất mong rằng với những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra ở đây sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cái việc mà sắp xếp phòng ngủ chuẩn theo phong thủy để mang lại nhiều cái tài lộc và may mắn cho gia đình. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hoặc là muốn tư vấn thêm thì các bạn có thể để lại những lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu như các bạn là những người mà lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.